Các bạn đang theo dõi kênh của Trường Doanh Nhân HBR. 3 cách giúp doanh nghiệp xác định chính xác nỗi đau của khách hàng. Về bản chất, khởi nguồn của marketing là việc chúng ta xác định được chân dung khách hàng. Chúng ta phải hiểu họ muốn gì, họ cần gì từ sản phẩm của mình. Chúng ta cũng phải biết những nỗi đau thầm kín của khách hàng để đánh trúng tâm lý của họ. Những nỗi đau thầm kín hay còn được biết với thuật ngữ pain point. Vậy pain point là gì? Làm thế nào để các nhãn hàng tìm được pain point khách hàng của mình? Pain point, nỗi đau của khách hàng là những vấn đề cụ thể mà khách hàng hiện thời cũng như khách hàng tiềm năng của bạn đang gặp phải. Khi mỗi nhãn hàng nắm bắt chính xác pain point là gì, hẳn họ sẽ cải thiện sản phẩm, quy trình marketing nhằm khiến khách hàng sẵn sàng bỏ thêm tiền để mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của họ. Ví dụ, hiện nay, các bậc phụ huynh khi tìm gia sư cho con cái của mình, họ thường quan tâm đến các khía cạnh như gia sư giới tính là gì, trình độ, bằng cấp ra sao, khả năng truyền đạt như thế nào, gia sư là người quen giới thiệu hay từ các trung tâm. Thế nhưng, nếu hiểu sâu hơn, chúng ta còn nhìn ra được một thực tế là các bậc cha mẹ rất sợ con cái mình rơi vào những trường hợp như gia sư giở trò đồi bại, tiềm nhiễm những thứ xấu xa, gia sư dạy theo kiểu truyền thống mà không chịu cập nhật những kiến thức mới. Đây mới là đặc điểm quyết định xem ai hơn ai. Khi hiểu được những điều ấy rồi, bạn hãy chứng minh cho gia đình đó biết rằng họ cứ yên tâm vì bạn là người có đạo đức tốt, một người năng động, ham học hỏi, cập nhật điều hay, mới lạ. Một ví dụ khác của nhãn hàng lớn là Lifebuoy. Trên thực tế, trẻ con hay thậm chí là người lớn khi rửa tay, dù có dùng nước rửa tay nhưng cũng chỉ mang tính chất qua loa. Nói đúng hơn là chúng ta thường chỉ cho nước rửa tay ra tay, xoa 1-2 lần rồi rửa lại bằng nước sạch ngay. Điều này là rất trái khoa học, vì thông thường, nước rửa tay cần phải được ma sát kỹ càng trong vòng 1 phút với các điểm trên tay rồi mới được rửa qua bằng nước sạch. Hiểu được điểm yếu này của khách hàng, hãng Lifebuoy đã cho ra sản phẩm làm sạch tay chỉ trong vòng 10 giây. Sau đó, sản phẩm mới này được bán rất chạy, đặc biệt là cho các gia đình có con nhỏ, các nhà hàng, khách sạn. Chỉ với 2 ví dụ trên, chúng ta đã có thể thấy pain point là rất đa dạng và phong phú như chính khách hàng tiềm năng của bạn vậy. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra được vấn đề của mình. Vì thế, nhiệm vụ của bạn đôi khi là phải giúp khách hàng tìm ra pain point cũng như chứng minh cho họ thấy sản phẩm của bạn được làm ra để phục vụ, giải quyết pain point đó. Dẫu các loại pain point có đa dạng và phức tạp thì chúng vẫn được chia thành các nhóm chính. Dưới đây là 4 loại pain point chính mà các marketers nên ghi nhớ để áp dụng. 1. Financial pain point, điểm đau về tài chính. Khách hàng tiềm năng của bạn đang phải chi trả quá nhiều tiền cho các nhà cung cấp giải pháp, dịch vụ hiện tại của họ và họ muốn giảm chi tiêu ấy xuống. Ví dụ, một bạn gái đang tiêu tốn khoảng 1 triệu một tháng cho các sản phẩm skincare và giờ bạn ấy muốn giảm xuống chỉ còn 700.000 một tháng nhưng vẫn muốn chất lượng sản phẩm ổn. 2. Productivity pain point, điểm đau về năng suất. Khách hàng tiềm năng của bạn đang tốn quá nhiều thời gian để dành cho nhà cung cấp giải pháp, dịch vụ hiện tại của họ và họ muốn tiết kiệm thời gian cũng như sử dụng thời gian một cách khôn ngoan và hiệu quả hơn. Ví dụ, một gia đình đang dùng chiếc máy xay sinh tố 3 phút để ra thành phẩm nhưng họ muốn dùng một chiếc máy xay sinh tố khác chưa đầy 1 phút là có thể xay nhuyễn đồ ăn. 3. Process pain point, điểm đau về quá trình. Khách hàng tiềm năng của bạn đang cảm thấy quy trình của doanh nghiệp bạn rất phức tạp và lằng nhằng. Hay như họ thấy rắc rối khi sử dụng trang thương mại điện tử để mua hàng và họ muốn một giải pháp dễ dàng hơn. Ví dụ, người dùng muốn một trang thương mại điện tử dễ đăng nhập, dễ thanh toán, điền thông tin và chọn sản phẩm chỉ sau vài cú click. 4. Support pain point, điểm đau về sự hỗ trợ. Khách hàng của bạn không nhận được sự hỗ trợ trong khâu tư vấn và khâu mua hàng. Ví dụ, khách hàng của bạn không được hỗ trợ để thanh toán bằng thẻ hay như không được hỗ trợ để vận chuyển sản phẩm về nhà, bảo hành. Trước khi đi tìm pain point khách hàng của bạn là gì, bạn hãy nhớ thực hiện những nghiên cứu này bằng phương pháp định tính hơn là định lượng. Bởi nghiên cứu định tính là việc bạn tập trung vào các câu trả lời chi tiết, tỉ mỉ của khách hàng thông qua hình thức nói chuyện, tâm sự. Còn nghiên cứu định lượng là thiên về các câu trả lời mang tính chất thống kê, mà pain point lại mang tính chất chủ quan, tức là kể cả khi hai người có cùng pain point, nhưng nguyên nhân của pain point đó lại không hề giống nhau. Do đó, phương pháp định tính hẳn sẽ làm bạn có cái nhìn tốt hơn về khách hàng so với phương pháp định lượng. Dưới đây sẽ chỉ ra 3 cách giúp bạn tìm chính xác pain point khách hàng của mình. 1. Trò chuyện hỏi các khách hàng hiện thời. Những khách hàng hiện tại là những người đã quyết định mua sản phẩm từ nhãn hàng của bạn.
Tức là họ phải cảm thấy ưng, họ thấy sản phẩm của bạn đã giải quyết được nỗi đau cho họ. Một hình thức mà bạn có thể áp dụng đó là phỏng vấn trực tiếp, tâm sự với khách hàng về những vấn đề mà họ đang gặp phải, hoặc không thì gửi bản khảo sát. Ví dụ, nếu bạn kinh doanh sản phẩm trẻ em, bạn nên hỏi khách hàng những câu như: các bậc cha mẹ gặp khó khăn gì, vấn đề gì khi nuôi dạy con cái của mình, có vấn đề về sức khỏe nào của các con mà các cha mẹ đặc biệt quan tâm không, điều gì sẽ quyết định cha mẹ mua sản phẩm cho con cái của mình. Từ sự khảo sát, nghiên cứu khách hàng hiện thời, bạn có thể áp dụng sang cho những khách hàng tiềm năng. Trước hết, hãy tạo chủ đề thảo luận cho khách hàng tiềm năng để chính họ tìm ra được pain point của mình trong ngành hàng bạn kinh doanh. Thông qua chủ đề đó, nếu khách hàng tiềm năng đồng ý rằng họ đang gặp phải những nỗi đau giống như khách hàng hiện thời, thì họ cũng sẽ thấy sản phẩm của bạn cực kỳ hữu ích. Mặt khác, nếu họ không thấy những pain point này có giá trị, họ có thể cung cấp cho bạn những ý kiến thú vị. Cách thức này khá hay vì bạn không trực tiếp nêu ra nỗi đau, nên dù có nhầm lẫn thì khách hàng cũng sẽ không thể trách bạn được. Chính họ mới là người cần phát hiện ra điểm đau của bản thân để từ đó tác động đến hành vi mua hàng. 2. Trò chuyện hỏi các bạn sale. Ai sẽ là người có cơ hội để hiểu khách hàng nhất? Chính là nhân viên sale. Trong quá trình tương tác giữa người mua và người bán, hẳn là các bạn sale đã biết rất nhiều thông tin giá trị về khách hàng hiện thời, cũng như khách hàng tiềm năng của bạn. Có thể, khi làm việc, ngoài những pain point mà nhãn hàng đã mặc định, biết đâu các bạn sale còn tìm kiếm ra được những pain point thú vị, chính xác khác nữa thì sao? Điều này là hoàn toàn có khả năng cao, đặc biệt là đối với các bạn telesale. Nhiệm vụ của họ là trò chuyện, hỏi đáp với người mua hàng, rồi tìm hướng đi chung cho cả hai bên. Phương pháp hỏi đáp trực tiếp cũng rất hay được các marketers áp dụng để vẽ chân dung khách hàng tiềm năng. 3. Nhìn vào những pain point của đối thủ. Nghiên cứu đối thủ là bước quan trọng khi bạn vẽ chân dung khách hàng. Bạn cần đặt một câu hỏi: đối thủ dùng pain point là gì? Hãy thử vào website, các trang mạng xã hội của các đối thủ ngành hàng mà bạn đang kinh doanh để xem họ đang tập trung đánh vào pain point là gì. Bạn có thể phát hiện ra những điểm A, B, C là hay, nhưng điểm D, E là chưa hay. Từ đó, hãy lập cho mình một sơ đồ để chọn lọc các điểm A, B, C, đồng thời cũng phải phát triển những điểm tốt khác để thương hiệu của bạn mang một màu sắc độc đáo và mới lạ hơn. Tóm lại, hiểu được pain point là gì và tầm quan trọng của pain point sẽ giúp bạn vẽ được chân dung khách hàng tiềm năng để từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing đúng đắn. Một điều quan trọng bạn cần nhớ là đừng bao giờ dập khuôn pain point cho tất cả khách hàng, mà hãy từ từ trò chuyện với khách hàng để thấu hiểu họ, từ đó cho ra những pain point chính xác nhất. Có như thế thì khách hàng mới thực sự bị thuyết phục bởi sản phẩm của bạn. Chúc mừng bạn đã xem hết video. Để không bỏ lỡ những kiến thức, xu hướng kinh doanh mới nhất, hãy nhấn subscribe kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Doanh nghiệp của bạn có đang gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài? Bạn đau đầu với việc tìm ra những chiến lược, phương thức kinh doanh hiệu quả giúp doanh nghiệp có thể vượt qua đại dịch? Tham gia ngay các khóa học tại HBR để được cập nhật những xu hướng kinh doanh mới nhất thời COVID, đồng thời được giải đáp trực tiếp những vấn đề đang gặp phải để tìm ra hướng đi mới phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình. Các khóa học bao gồm: xây dựng hệ thống marketing chuyên nghiệp, tuyển dụng nhân sự hiệu quả thời 4.0, quản trị trải nghiệm khách hàng, bí quyết bùng nổ doanh số và tối ưu lợi nhuận, xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh. Hãy đăng ký ngay các khóa học trong đường link ở dưới phần mô tả video này để nhận mã giảm giá lên tới 1 triệu đồng hoặc gọi số hotline trên màn hình để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.